âm mưu bắt Đỗ Hữu Ca và ảnh hưởng thế nào tới vị trí của Vương Đình Huệ. Việc cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng từ vợ chồng giám đốc Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh để chạy án là có thật. Tuy nhiên, theo cáo trạng khai với cơ quan công an tại Quảng Ninh, ông Ca thừa nhận vợ chồng Ngọc Anh có mang 35 tỷ đồng đến nhà, song không thừa nhận số tiền đó là để chạy án vì đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội. Truy tố cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các đồng phạm. Đồng thời, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại đủ 35 tỷ đồng. Giới quan sát cho rằng lời khai của ông Ca không chỉ do kinh nghiệm khai báo của các sĩ quan công an, mà còn là dấu hiệu chạy tội, tránh tội, chạy án vì tội này có hình phạt nặng hơn. Đừng quên rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phải điều Đại tá Đinh Văn Nơi từ An Giang ra làm Giám đốc Công an Quảng Ninh thì mới túm cổ được Đỗ Hữu Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 do liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứ không phải tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vì thời điểm xảy ra vụ án, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu được một thời gian. Ông Ca nghỉ hưu từ tháng 7 năm 2013. Hiện nay các tướng lĩnh trong ngành công an đang trở nên giàu có bất thường bằng việc chạy án. Vụ Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Cho dù theo cáo trạng của vụ án, cơ quan công tố đã cáo buộc rằng từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp với đưa tổng cộng 35 tỷ đồng trong Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ lọt tội phạm chạy án cho ông Đỗ Hữu Ca là dấu hiệu của việc phủ bình phủ, huyện bình huyện trong ngành công an. Ông Đỗ Hữu Ca là cựu giám đốc công an tại Hải Phòng. Nhưng cũng có ý kiến lý giải việc công an Quảng Ninh không truy đến cùng để buộc tội tướng Đỗ Hữu Ca chạy án là điều dễ hiểu. Dẫu rằng tỉnh Quảng Ninh là địa bàn chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng đừng quên ông Chính từng là trung tướng tình báo của Bộ Công an trước khi trở thành bí thư Quảng Ninh. Việc bảo vệ hình ảnh trong ngành công an là điều bắt buộc. Quan trọng hơn, khởi tố bắt giam đối với Đỗ Hữu Ca trong việc chạy án chỉ là một chuyện phụ. Mục tiêu chính của Bộ Công an lúc này là bóc gỡ những sai phạm khủng khiếp của Bộ Tài chính dưới thời Bộ trưởng Vương Đình Huệ trước đây, trong việc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng mua bán hóa đơn trị giá gia tăng VAT trong một thời gian rất dài nhưng không bị phát hiện và xử lý. Trở lại việc trước Tết Nguyên đán, Thanh tra Chính phủ bất ngờ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là những cơ quan hậu thuẫn cho phe ông Trọng từ nhiều năm qua. Điều có liên quan đến việc ông Phạm Minh Chính và phe cánh khác trong đảng đang lên kế hoạch chặn đường đối với ứng viên chức tổng bí thư của ông Vương Đình Huệ hay không? Đánh giá về tiềm lực và khả năng của các phe trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư lúc này, theo đó phe mạnh nhất là phe Nghệ Tĩnh, không chỉ với số lượng ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương rất lớn, mà phe này còn nắm giữ nhiều vị trí có quyền sinh sát như Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, v.v. Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư sắp tới, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay vì già quá nên phải nghỉ. Đó là lý do vì sao những sai phạm của các nhân sự chủ chốt của phe Nghệ Tĩnh như sai phạm của ông Vương Đình Huệ thời làm Bộ trưởng Bộ Tài chính hay những bê bối của ông Phan Đình Trạc thời làm Bí thư Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thời làm Bí thư Thái Bình đã bao che cho Đường Nhuệ, một chùm xã hội đen ở Thái Bình. Kể cả sai phạm của ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong dự án lắp đặt thiết bị phần mềm cổng thông tin điện tử cho Học viện Trung tâm và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giá gói thầu là hơn 38 tỷ đồng. Có sự thông thầu. Bộ Công an khẳng định là có các bằng chứng chứng minh có sự thông thầu tiếp tay cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng đến nay, ông Thắng và học viện của ông vẫn bình an vô sự.
tất cả những trường hợp kể trên đều được ông Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương lờ đi, bỏ qua, không xử lý. Nếu Bộ trưởng Tô Lâm hay Thủ tướng Phạm Minh Chính vạch trần những sai phạm của ông Vương Đình Huệ trong vụ hóa đơn đỏ VAT, thì phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem ra khó chống đỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay, âm mưu bắt đới Úc Ca ảnh hưởng thế nào tới vị thế của Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh miệng quan chôn trẻ. Cuối cùng, chuyện Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, người sử dụng xe công bật đèn, hụ còi ưu tiên để đón con gái ở sân bay Vinh vào ngày 2 tháng 2 đã bị đưa ra kiểm điểm. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 19 tháng 2 đưa tin kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ dùng xe công vụ đón con. Theo bản tin, vào ngày 19 tháng 2, một lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này đã tổ chức họp kiểm điểm Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Lệ Hà cùng tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi để đón con gái bà Hà tại sân bay Vinh. Theo đó, bà Hà và hội này đã nhận sai, hứa sẽ chấn chỉnh, đồng thời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết sắp tới sẽ rà soát các cơ quan, sở, ban ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo quy định. Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ đã dùng xe công trong vụ đón con. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2, một video clip lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh xe biển xanh biển kiểm soát 38A06688 vào sân bay Vinh đón khách, bật đèn và còi ưu tiên để các xe khác phải nhường đường. Chiếc xe ô tô này đã được xác minh là xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và vụ việc xảy ra từ ngày 2 tháng 2. Vụ việc gây phản ứng mạnh trong công luận tới mức chiều ngày 7 tháng 2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã phải lên tiếng với báo giới rằng ông đã biết sự việc và sẽ yêu cầu Hội Phụ nữ báo cáo. Đồng thời, ông Hoàng Trung Dũng cũng hứa rằng Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc vụ việc. Ngay sau đó, vào ngày 9 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh ra thông báo đã xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng, đồng thời tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên. Việc bà Hà chỉ bị kiểm điểm không khiến công luận ngạc nhiên và cho rằng đó là biện pháp giơ cao đánh khẽ, đúng quy trình. Bởi hình thức kỷ luật ở mức kiểm điểm là mức thấp nhất trong thang bậc kỷ luật theo điều lệ của đảng này. Chiếc xe ô tô của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã gây xôn xao dư luận trước Tết Giáp Thìn. Đây chỉ là hình thức rút kinh nghiệm khi có vi phạm đối với nội quy nội bộ, không phải là cách xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi bà Hà không chỉ sử dụng xe công đi đón con mà còn lệnh cho tài xế gắn còi hụ, đó là vi phạm pháp luật. Điều đó cũng được bà Hà thừa nhận. Theo luật sư Trần Vũ Hải cho biết, theo Điều 8 khoản 2 tiết C Nghị định 63/2019, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã không xử lý cương quyết như cam kết trước đó. Đó cũng là lý do vì sao bà Hà đã thừa nhận việc sử dụng xe công vụ đi đón con và việc xe gắn còi hụ là sai, nhưng vẫn bị nhiều chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Facebooker Linh thì nhận xét, đúng là ở Việt Nam chỉ cần có tí chức là tự coi mình như vua một cõi. Bà Hà nên nhớ rằng chiếc xe đó là tiền thuế của dân. Bao nhiêu người dân đang còng lưng đóng thuế để mua được chiếc xe đó, không phải để bà tự ý sử dụng tùy tiện cho mục đích cá nhân. Chỉ mới là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mà đã lạm dụng ngân khố quốc gia để phục vụ cho cá nhân, cho con cái thì thật là khốn nạn. Bên cạnh đó còn có các ý kiến cho rằng, kể cũng lạ, một cái hội thành lập chỉ để bào mòn tiền thuế của dân, khi phụ nữ bị chà đạp và ức hiếp, cần sự hỗ trợ thì chẳng bao giờ thấy lên tiếng. Đằng này lại thích thể hiện, thích chơi ngông, coi mình là vua chúa để dư luận chửi. Thật đúng là không có liêm sỉ.
Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ được cho rằng là trùm của phe Nghệ Tĩnh. Việc công an Hà Tĩnh xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng, nhưng bà Hà thì vẫn thoát tội, luật sư Đặng Đình Dũng giải thích. Nếu một lãnh đạo của hội tỉnh mà bị phạt hành chính, thì tự hỏi có còn xứng đáng là lãnh đạo hội phụ nữ của tỉnh nữa hay không? Nếu một hành vi vi phạm pháp luật được báo chí khắp nơi lên tiếng, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh không xử lý, thì biết làm sao đây? Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng xe công cho việc riêng đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Đây là hiện tượng là hành vi của tham nhũng quyền lực của giới quan chức nhà nước. Bất chấp việc lúc sinh thời, ông Hồ Chí Minh thường giáo huấn rằng lãnh đạo phải là đầy tớ của nhân dân. Nhưng rõ ràng câu chuyện ở Hà Tĩnh cho thấy lãnh đạo Việt Nam bây giờ đã trở thành cha mẹ của nhân dân. Ban lãnh đạo Hà Tĩnh đã bao che khi xử lý vụ việc, khiến cho dư luận bức xúc. Rõ ràng đã không thể xóa đi tiếng xấu lâu nay là Hà Tĩnh là vương quốc vô luật pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh miệng quan chôn trẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.